Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJL 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET website, YouTube channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV app. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641 793-8136 USA T-Mobile 360-398-4449 Úc Châu 0280-80-5135 Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thư hiệu khắp 50 tỷ bang và thế giới Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 Hoặc gửi email về địa chỉ info.at settv574.com để biết thêm chi tiết quý vị khán giả của đài set 57.4 và trên hệ thống galaxy 19 với chương trình sống vui sống khỏe sống, sống bình, bình an cùng với international home shopping Vâng kính thưa quý vị, chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày thứ sáu và ngày thứ bảy từ 1 giờ cho đến 2 giờ chiều. Ta ra ước mong quý vị hãy đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem để gọi vào gặp gỡ Mỹ Lan và Thái Nhật cũng như là Mỹ Huyền để có được order những cái sản phẩm một cái giá thật là bất ngờ rất là đặc biệt gửi đến cho quý vị kèm theo những quà tặng giá trị nha quý vị và kính thưa quý vị chắc quý vị cũng biết rằng là trong hơn một tuần vừa qua à, tại Texas chúng ta có một cái cơn bão là bão Harvey là một cái cơn bão mà phải nói rằng nó là rất là lớn và tàn phá rất là nhiều thì đã có rất nhiều những cái chương trình gây quỹ cũng như là những chương trình để giúp để xoay dịu những cái đồng bào đang gặp những cơn nguy hiểm tại cái vùng bão đó thì đài truyền hình SBTN và cũng như đài SET cũng đã thực hiện một cái chương trình chia sẻ niềm đau và hôm thứ ba vừa rồi thì tới ngày hôm nay thì cá nhân của Thái Nhược được biết rằng thì khán giả gọi vào rất là nhiều để cùng góp một bàn tay soi dịu nỗi đau. Cho nên hôm nay nếu quý vị nào mà xem chương trình này quý vị muốn đóng góp quý vị có thể gọi vào Đài FTV ừ. hoặc là Đài SBTM để đóng góp cho chương trình ý nghĩa này. Được biết rằng là ngày hôm nay các tôi quý vị các cơn bão mới cũng ừ, đã đổ à. vào yeah. trong Florida rồi, uh -huh. thì thành ra là không biết là cái sự thiệt hại sẽ như thế nào. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như quý vị. À, và mong quý vị sẽ tiếp tục đóng góp để chúng ta có thể giúp đỡ cho những đồng bào đang đang bị những cái tai nạn thiên thiên tai như vậy. Yeah. Sau so, bây giờ bước vào trong chương trình, vâng, à, mời quý vị hãy đến đây, à, um, SET Home Shopping tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue 6 đi, thuộc thành phố Westminster, à, rất là dễ tìm phải không, thấy Nhật? Dạ đúng như Nếu vậy. Mà Lộc Nếu Lộc Thọ, chúng ta mình đi từ lên... Phố Lộc Thọ mình đi Phú Lộc Thọ tới đây thì cửa hàng nằm phía tay phải, uh -huh. à, gần hướng Broker trong khu lục định ký tập 1 và bánh cuốn Tây Hồ rất là dễ tìm ở ngoài ở ngoài đường Bôn xanh nó có hiện lên các bạn là Lido Sài Gòn Plaza thì quý vị quẹo vào nha và với số phone đang hiện trên màn hình thì quý vị có thể thắc mắc những đóng góp cũng như là ôi đây những sản phẩm mà Mỹ Lan và Thái Nhật như thế đến quý vị rồi bây giờ cái sản phẩm đầu tiên như thường lệ thì chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị một cái sản phẩm mà rất là quen thuộc đây được quý vị yêu trường đó là tỏi đen Lý Sơn thưa quý vị tỏi đen Lý Sơn đây được trồng và theo cái dạng organic theo cái công thức từ Nhật Bản cho công ty Nhật Bản đã đến với một cái cái vùng một cái vùng gọi là tài lý sơn Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là nơi cái vùng này do cái thổ nhưỡng cũng như là cái khí hậu mà để trồng được cái loại tỏi đen gọi là tỏi đen, tỏi gọi là cô đơn thường thường mình ăn ở nhà là tỏi có nhiều tép ừ, dạ. nhưng mà cái tỏi này đặc biệt mà cái vị thấy cái hình á nó là chỉ có một củ một củ một củ thôi thành ra bao nhiêu cái dưỡng chất của nó 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 dồn lại vào trong một cái củ tỏi thôi thành ra quý vị biết tỏi cũng rất là tốt phải không thấy Nhật? đúng là như vậy là quý vị cũng biết là trong nhân gian của chúng ta tỏi thường thôi đã tốt rồi bởi dạ. vì khi mà chúng ta đang cảm hoặc đang bệnh chúng ta ăn miếng tép tỏi vào thì chúng ta phải ấm cái bụng của chúng ta đặc biệt hơn nữa là cái tỏi ở vùng đảo lý sơn này đó là một cái tỏi nó rất là đặc biệt là có một củ như chị nói là bị đột biến mà những cái sản phẩm nào mà bị đột biến hoặc là, là chúng ta thấy là tỏi này bị đột biến thì nó có một củ thôi thì cho nên quý vị thấy là nó rất là tốt khi mà lên men người nhật thấy được là cái chất men của cái tỏi đen lý sơn này nó có cái chất giúp giảm cholesterol và cũng như ngăn ngừa một số những căn bệnh ung thư cho nên người Nhật đã qua miền Trung Việt Nam tìm thấy cái tỏi này và họ đem về sản xuất và chế biến theo cái công nghệ người Nhật và xuất hành và cũng như là xuất qua bên um, hải ngoại thì cái tỏi này được nhiều người rất là thích và cũng như trị rất nhiều bệnh. Vâng thưa quý vị, thường thường tỏi là người ta đã làm được theo nhiều dạng loại viên cũng có người ta chiết xuất ra nhưng mà đặc biệt cái tỏi đen lý sơn này là được theo cái dạng như thực phẩm mình có thể mình ăn liền yeah, à, và tỏi đã được ủ lên men à, sau khi mà đã được khi mà thu hoạch được rồi à, thì người dân Việt nào chúng ta đã thu hoạch và để cho lên men ủ lên men và tính cái chất lên men những cái thực phẩm mà lên men như vậy thì những cái dưỡng chất nó càng cao và với tỏi đen đi sân này là cái loại thực mình ăn thôi ăn rất là ngon miệng à, và khi mà mình ăn thì chúng tôi có cái dạng như là loại có vỏ thưa quý vị loại có vỏ thì nó có một cái bịch là 125 g còn như cái loại mà không vỏ mà mình lột sẵn rồi dù khi mình bận rộn mình không có có thì giờ mình lột thì quý vị có thể mua những cái loại có hũ 200 g 500 g hoặc là một kg với vâng, cái thưa quý vị và đặc biệt những cái công dụng của tôi đen rất là nhiều như cô vừa biết rằng là vừa là ấm bụng vừa là thì ngăn ngừa những cái cơn cảm cúm dạ. và đặc biệt là nó giúp cho những ai mà cảm thấy ăn không ngon miệng mình làm biến ăn mà rồi ăn cảm thấy ngon hơn rồi mình sẽ có những giấc ngủ sâu hơn đặc biệt nó cũng hỗ trợ vấn đề tiêu hóa mình ăn không tiêu bị sình bụng vân vân và đặc biệt nó cũng giúp cho hạ được cholesterol trong máu làm cho phải ngăn ngừa được những bệnh sơ cứng động mạch. Dạ vâng rất là tốt và nhiệt thấy rằng là trong cái tội đen lý sơn này nó còn có một cái chất là chống oxy hóa làm cho chúng ta không có bị lão hóa và không Đúng già đi nhiều. À, cho nên quý vị nghĩ tới sức khỏe nghĩ tới cái là tàn da của chúng ta thì xin quý vị hãy nhớ tới tỏi đen lý sơn đây là một cái sản phẩm mà có rất nhiều dạng chị lan hả à, chúng ta thấy là cái cái tỏi nguyên củ nè là chưa lột ra rồi cái đã lột ra rồi làm cái củ thành từng giống như là một cái hộp mức gì đó nó rất là tốt ăn vào nó dẻo dẻo như chuối sáp ngon lắm cái loại thứ ba em thấy là có là dạng nước dạng nước tỏi dạng nước cốt tỏi và đặc biệt cái nước cốt tỏi này là nó được uh, hòa chung với lại mật ong một trăm phần trăm mật ong dọc quý vị thật ra mà quý vị yên tâm thường thường ngày nó tỏi nó hôi mà thật sự ra khi mà quý vị ăn thử đi nó rất là thơm ngon quý vị cứ đến đây thì quý vị sẽ được dùng thử mà một ngày mình chỉ cần ăn chừng hai tới ba củ thôi thấy dạ. nhật là đủ rồi nó đủ những cái điều dưỡng để mà giúp cho chúng ta ngoài ra cái tỏi đen này nè quý vị khi được lên men như vậy nó cũng kiểm soát được cái lượng đường trong máu quý vị nào mà cao mỡ cao máu cao đường nó đều cân bằng và nó kiểm soát được rất là đạt rất là tốt, tại vì nó tăng cường hệ thống miễn dịch và nó tăng cường cái sức đề kháng, ngăn ngừa được ở những cái tế bào ung thư vừa hình thành luôn. Ừ. thành ra thật sự tỏi tỏi đen được lên men và đặc biệt là tỏi đen cô đơn này tránh được rất là nhiều bệnh. À, thành ra quý vị nhớ tới nghĩ tới sức khỏe, mà quý vị nào mà thích ăn tỏi, thích dùng tỏi thì nên dùng thử quả tỏi đen đây một loại thực phẩm để được ủ lên men, ăn rất là thơm ngon, không có cái mùi hôi tỏi. À, rồi bây giờ mà, à, chúng ta cũng rất là nhiều cái chương trình để gửi đến chú quý vị à, những Đúng một cái giảm giá rất đặc biệt trong chương trình hôm nay. Dạ vâng, chúng tôi hôm nay có có hai cái promotion okay. cho tỏi mà tỏi là 500 g và 1 kg. À, đối với những quý vị nào mà muốn ăn cái số lượng nhiều để làm quà trong nhà hoặc là để cho ông bà cha mẹ con cháu mình ăn chung đó thì quý vị có thể mua một hũ 500 g. Cái này 500 g nè. 500g. Mà quý vị dạ. ơi cái hũ này là nhiều người nói rằng là cái hũ này cái hũ bằng thủy tinh đây là cái yeah. món quà mà mà công ty gửi tặng cho mình thôi yeah. thì có nó có nắp mình có thể mình mở ra sau này mình dùng lại được yeah. thì cái loại này nè mình ăn được liền yeah. nhưng mà ở trong này mới là 500 kg nha yeah. hay là củ một ký không cái có tí cái hũ cái hũ nó nặng lắm nhưng mà yeah. cái hũ này là cái hũ bằng thủy tinh thôi để mà giữ được nó tốt hơn yeah. thành ra là quý vị mua mà một ký cái hũ một ký nó to hơn cái hũ này yeah. thấy nhật yeah. thì yeah. cái hũ một ký thì quý vị sẽ được tặng một cái hũ là yeah. 200 gram hoặc ngũ 200 gram. mua một ký thì được tặng 200 gram còn nếu quý vị mua hai hũ là ba chỉ có 300 đồng thôi Tại vì mua một ký là 180 đồng. 1 uh -huh. Một ký lô là 180 uh -huh. nhưng mà quý vị mua 180 thì quý vị được tặng 200 g. Còn nếu mà quý vị mua 2 ký là hai hũ còn có 300 đồng mà thôi. Bây giờ còn có 150 cho một hũ thôi. Và đặc biệt loại 500 g. 500 g này thì, thì được tặng nè. Một hũ là 120 đồng dạ cho đây, một hũ ha. Hũ này 500 g nè. Mua là. một hũ thì được tặng một cái gói này là yeah. 250 g. Cái này nó có vỏ. mình đi đâu mình ăn đi đường mình ăn đi đâu mình có thể xách đi theo. Còn yeah. cái hũ này mình để ở nhà mình ăn. Ừ. Nhưng mà mình mình mình, mình được tặng cái hũ 200 g này cũng dễ thương đi đâu mình cũng đem theo được một ký một ký đều được tặng ừ. cái này vâng hãy gọi ngay cho chúng tôi để bước thêm chi tiết là một tám 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 sáu tám tám hai chín 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 còn nếu mà quý vị mua muốn mua mà ba hủ Ha, 3 ba hũ là ký rưỡi, rưỡi, cũng là 300 đồng. 300 đồng thôi. Coi như mình cũng tiết kiệm được 60 đồng. Dạ. Tại vì một hũ nửa ký là 120, dạ. nhưng mà mình mua ba hũ để mình cầm tặng nhau dạ. thì chỉ còn có 300 mà thôi, hoặc là mình mua cái hai ký thì nó lợi hơn. Dạ. Chị Mỹ Lan là thích mua hai ký, 2 ký luôn cũng 300, tính ra mình lợi mà lời được nửa ký không? Dạ. Em nhưng mà còn rất được là hũ này. Toán, nhưng khi à, làm cái show này với chị là dạy toán dạy tính hơn. toán, hơi hơi đỡ đỡ. Này, em mua ba hũ này cũng là 300, Đúng nhưng rồi. mà tại vì thực sự ra là tại vì nó từng phần từng phần Đúng thì là một ký rưỡi cũng là 300. Mà với lại cũng muốn cho khán giả được ngợi trong cái vấn đề mua số lượng nhiều thực sự ra mua cái gì cũng được tại sao mình mua hai tặng một mua ba tặng một trong những cái sản phẩm tại vì quý vị mua càng nhiều thì cái giá thành càng xuống và trong tương lai chúng tôi sẽ có những cái chương trình gửi đến cho quý vị cái giá gọi là giá hôn sale coi ừ. là cái giá như giá gốc để quý vị có thể sử dụng qua lâu lâu chúng tôi sẽ thực hiện những cái chương trình như vậy gọi ngay cho quý vị một tám 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 sáu tám tám hai chín 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 với tỏi đen lisan một trăm phần trăm từ tỏi đã lên men tỏi cô đơn là được làm theo cái cái công thức từ công ty của nhật bản và được trồng tại lý sơn miền trung việt nam của chúng ta và sau một vài thông tin thương mại mình sẽ trở lại nha thấy nhỉ dạ vâng và xin quý vị đừng rời bằng ảnh chúng tôi sẽ trở lại trong vài giây phút tới là vui để trở lại chương trình sống vui sống khỏe sống bình an cùng với mỹ lan và thái nhật cảm ơn quý vị rất là nhiều rồi so bây giờ như thường lệ thì một cái chương trình đối nhạc có thưởng để chúng ta có thể thay đổi không khí và để chúng tôi có cơ hội gửi tặng đến quý vị những cái sản phẩm để mà giới thiệu đến quý vị tất cả những cái sản phẩm trong này chúng tôi dùng thử rồi giới thiệu cho mọi người dùng qua rồi so bây giờ trong cái chương trình đối nhạc thì thái nhật sẽ chọn bài gì nè à, hôm nay thì chọn một bài của nhạc... Là... Ủa, sao phải hỏi bài gì ta? Mình đang đố mà thì em cũng làm bộ cho khán giả đấy ta là thuận lại để khán giả không muốn ừ, là gì thật ra là khán giả gọi vào nha với số phone hiện trên màn hình là 1888 tám tám để quý vị gọi vào cho biết tên tác giả và tên bản nhà nha quý vị và cho biết tên luôn để mà quý vị sẽ được trúng một cái phần quà phần quà của mình hôm nay là gì ta hôm nay phần quà rất là đặc biệt đó là một miếng xâm lát ô xâm lát tẩm mật ong trong tuần vừa qua mình đã giới thiệu tại quý vị thấy sau lưng của mỹ lan là ừ. cả một rừng gươm xâm của công ty gươm xâm premium là cái loại thượng cao cấp và cái loại xâm lát mật ong này nè, cái quý vị rất là thơm ngon và đã được như là quý vị thấy cái xâm lát mật ong là những cái hộp như thế này nè một hộp như rồi nè cái quý vị một cái một trong cái gói nhỏ này á thì nó có những cái từng lát từng lát cái xong này là thấy nhật thường thường là người ta đã gọi là người ta chưng cách thủy lên người ta chưng cách thủy lên và để cho cái hồng sâm 6 tuổi này à, nó chín xong rồi người ta mới sắc lát mỏng ra rồi người ta ướp với là tẩm với là mật ong rừng và đưa ra một cái sản phẩm rất là thơm ngon mà quý vị biết khi mà chúng ta khỏe, bị mệt mỏi hay là sau một cơn bạo bệnh mà muốn phục hồi là sức khỏe nhanh chóng ngậm chừng một lát mật ong tẩm mật ong rừng của hồng sâm sáu tuổi à, thì quý vị sẽ cảm thấy từ từ hồi phục lại rất là tốt ngăn ngừa được nhiều bệnh à, để chúng ta có thể thêm sức khỏe làm việc à, và chúng tôi có một rừng gươm sâm đây đó, thì có đầy đủ hết nào là sâm nước nè sâm viên nè sâm sâm uh, nước uống sâm trà rụng sâm cao cốt vân vân rất là nhiều loại sâm quý vị hãy gọi tới để họ biết thêm chi tiết mà tất cả những loại sâm ở uh, chúng tôi đang sinh lưng đây quý vị cứ mua một set thì quý vị sẽ được tặng nguyên một cái set trà nguyên một cái sách trà 30 gói nha quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi biết thêm chi tiết về Hồng Sâm 6 tuổi công ty Gươm Sâm 1888 688 2999. Rồi, bây giờ mình sẽ tặng thắng giả dạ một cái hộp sâm lát sông lát tẩm yeah, mật ong rồi, rồi bây giờ mình bắt đầu mình hát nha dạ vâng và quý vị à, cứ hôm nay mình có tăng vào. cường theo tăng bữa nay tránh tăng cường theo nhạc đó cho mình hát dạ vâng nha. khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tin mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến làm gì. anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Wow. Quý vị mỹ Lan và thái nhật vừa hát một cái đoạn nhạc thì bây giờ quý vị hãy đoán xem bản nhạc này tên gì tác giả là ai quý vị sẽ được tặng một hộp xăm lát tẩm mật ong của công ty gươm sâm bảo trợ <laughs> nhắc quý vị với số điện thoại à, là gì nhắc lại cho quý vị một số điện thoại rất là quen thuộc là một tám 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 sáu tám sáu sáu tám chín sáu tám sáu sáu tám chín gọi vào ngay để biết để tham gia chương trình đổi nhạc nha gọi là xâm lát như chúng tôi tặng cho quý vị một hộp chứ không phải là một miếng để cho quý vị <laughs> sử dụng rất là dễ sử dụng trong cái vấn rồi, rồi có này. người gọi vào rồi dạ, xin, xin chào xin đón nhạc được không? dạ vâng mời à. chị đó là bản kiếp cầm ca của Lam Phương Dạ rồi, à, cho biết tên và bốn số phun cuối hả? À, chị tên Kim, số nguồn hứa là 5092 5092, rồi em ơi, giờ người khán giả khác chị đợi kết quả nha Rồi, My Lan mời quý vị gọi vào tham gia chương trình ngay Để chúng tôi có thể tặng cho quý vị xăm lát tẩm mực ong của công ty Gươm Xăm Chúng tôi có một quần xăm, xin mời Dạ, dạ xin chào ạ Dạ, bên cái ngàn đó là kiếp cầm ca của Lam Phương Dạ vâng, rồi chị biết tên và bốn số phun cuối Yeah, 3735. 3735 Rồi xin mời vị khán giả kế tiếp mà Alo Hello. Xin mời à, à, cái của Dạ vâng Rồi chứ biết tên và bố số bên cuối hả à. năm 4456 Rồi Thôi bây giờ mới đang cho thêm một vị khán giả nữa nha Khán giả gọi vào nhiều quá Rồi xin mời Xin mời Alo. À, xin mời ra rồi rồi cảm ừ. ơn rồi thôi giờ mình say nò nha luôn dạ. rồi tư, tư, quý vị giờ bây giờ đã à, có bốn vị khán giả gọi vào rồi khán giả gọi thường là ba người hôm nay cho bốn người luôn quý vị, thôi bây giờ gọi... mình đã hết giờ đố <laughs> nhạc rồi, rồi, quý vị ơi rồi à, chúc mừng bốn chị vừa rồi đoán chúng tên bài hát đó là bài tìm tình đời kiếp cầm ca nhưng mà lại sai tác giả. Đâu phải sai luôn cả tựa đề luôn. <laughs> Minh Kỳ mà lại nói là Lam Phương. Không tất cả điều quý vị còn đều nói là tác à, bài hát này tên là kiếp cầm ca của Lam Phương sao là không phải bài này, quý vị lộ rồi nhầm với một cái bài hát khác rồi. Đây là bản nhạc tình đời tác giả là Minh Kỳ. Dạ vâng, xin Tại vì à, các khán giả <laughs> nghe mình nói là khi biết em mang kiếp cầm ca là quý vị lại tưởng là bà đó vâng cái đó là chương trình đối nhà cho chúng tôi. Vâng, rất tiếc là, là, Mỹ Lan đã cho thêm một vị khán giả gọi vào rồi nhưng mà cũng không có đoán trúng. do giờ hẹn gặp lại quý vị à, Và tuần tới nha. Thứ sáu và thứ bảy từ 1 giờ tới 2 giờ. Ngoài chúng tôi giới thiệu những sản phẩm của International Home Shopping sẽ gửi đến quý vị à, chương trình đối nhà có thưởng để chúng tôi có thể tặng cho quý vị những sản phẩm của công ty để chúng ta dùng thử qua anh mà rất tiếc Hôm nay không có chị nào đón trúng hết đều là sai tên tác giả cũng là tên bản nhạc. So yeah. bây giờ mình trở lại với chương trình à bây giờ tiếp theo cái chương trình đối nhặt là mình có cái chương trình gọi là Special Hour. Special Hour. Chương yeah. trình này là đặc biệt như thế nào? Cho hỏi thế nhờ. Cái tôi về ngày hôm nay nếu quý vị nào mà mua cho một tiếng đồng hồ của show này thì quý vị sẽ có một cái giá hoặc là cái promotion rất là đặc biệt. À, ngày hôm nay giới thiệu đến với tất cả mọi người đó là một hộp đông trùng hạ thảo nước. Gồm có 10 chai trong đó và mỗi chai là tới 100 ml. À, wow. Rất là tốt trong cái vấn đề mà bổ gan, lọc thận và đây là một cái sản phẩm chắc nhờ chị Mỹ Lan nói thêm về Vâng kính thưa quý vị, đặc biệt của cái loại đông trùng hạ thảo dạng nước này thứ nhất là đến từ Hàn Quốc và chúng tôi yeah. đã chọn công ty này là tại vì công ty này nó không phải là nó dùng cái loại Cordyceps có loại đông trùng hạ thảo bình thường Nhưng mà quý vị thường thấy những cái loại viên mà yeah. chúng tôi giới thiệu lên là từng một cái một cái loại nấm nó mọc lên trên thân một cái con ấu trùng và người ta tên khoa học gọi là Cordyceps tức là đông trùng hạ thảo. Yeah. Ờ, nhưng mà đặc biệt cái loại mà đông trùng hạ thảo dạng nước uống thịt của Hàn Quốc thì nó được dùng đến cái loại Cordyceps Corticetmelateris yeah. là một cái loại mà quý vị thấy cái hình nó không phải là từng con từng con mm -hmm. mà nó là một cái loại như là một cái loại chùm, một cái loại nấm yeah. uh -huh. nó từng chùm từng chùm, thường thường từ mình đi ra ngoài chợ mình ăn đó ta thấy nhờ, yeah. nó có loại mà nấm từng chùm cũng có, mm -hmm. rồi nấm từng 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 một cái cờ một, một cái cây nấm cũng có, mm -hmm. thì cái loại này đặc biệt tôi có vị nó là loại nấm chùm mm -hmm. mà cái nấm chùm này nó cũng mọc lên trên thân một con ấu trùng là một cái loại bướm và nhưng mà người ta đã nghiên cứu ra cái loại mà Corticetmelateris này nó

cái loại cọt đi xét bình thường yeah. thành ra với cái sản phẩm này rất là đặc biệt là nó dùng đến cọt đi xét thì quý vị có thể sờ tìm trên trang mạng thì quý vị sẽ hiểu được những cái công dụng rất là tốt của cọt đi xét như thế nào và đặc biệt khi mà cái dùng dạng nước thì nó thẩm thấu cơ thể nhanh hơn và cái hàm lượng nó cao hơn tại vì dạng nước mà cái này tới 100 ml lần là một cái chai lớn mà một hộp như là 10 chai và thêm tiếp cái nữa là nó được cộng thêm những cái vitamin những cái khoáng chất rất là tốt cho cơ thể vitamin C vitamin B, B, B1, B2, B12 vân vân. Vâng thưa quý vị với cái cái hàm lượng cũng như là tất cả những dược chất ở trong đông trùng hạ à, thảo dạng nước này sẽ cho chúng ta một sức khỏe thật là vững vàng và đặc biệt quý vị nào mà đang suy thận tiểu thận dùng đông trùng hạ thảo một thời gian thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng đi tiểu đêm và sẽ có được những giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, tốt cho sức khỏe hơn. Rồi, bây giờ trong khi bình thường đó thứ nhật, yeah. mình mua đó là 85 đồng một hộp. Yeah. Mà mình đã có một cái chương trình đặc biệt từ trước tới bây giờ là 85 đồng hai hộp. Ừ. Ừ. Đặc biệt trong chương trình special hour trong chương trình live show Talk số này, quý vị mua 100 đồng, quý vị thêm chỉ có 15 đồng thôi ừ. mà quý vị được tới 3 hộp. 3 hộp 100 đồng 3 ừ. hộp wow. chưa hết còn được tặng thêm một cái hộp kẹo nhân sâm của công ty cái gươm gương sâm gửi ừ. tặng Quý vị hãy gọi ngay để được có đông trùng hạ thảo 85 đồng thì hai hộp mà 100 đồng thì ba hộp được cộng thêm một cái kẹo nhân sâm của công ty Gươm Sâm với đông trùng hạ thảo dạng liquid loại dạng nước ướt. À, 100 đồng ba hộp và một hộp kẹo nhân sâm à, 1888 688 2999 nha quý vị và sau một vài phút thương mại thì chị mỹ lan và thái nhật sẽ trở lại với tất cả mọi người kính thưa quý vị đã qua một vài thông tin thương mại của đại rồi chúng ta trở lại với chương trình giới thiệu những sản phẩm của International Home Shopping và nơi đây có đầy đủ những sản phẩm để cho quý vị lựa chọn mà chúng tôi thường gọi là one stop shopping tốt cho sức khỏe, tốt cho sắc đẹp và tốt cho tất cả từng lứa tuổi già trẻ lớn bé và chúng tôi đã chọn những cái công ty và những cái mặt hàng rất là cao cấp gọi là premium kính thưa quý vị để mà gửi đến cho quý vị. Rồi bây giờ chúng ta bước vào trong một cái chương trình một cái sản phẩm khác nữa phải không? Thái Nhật? dạ đúng vậy à, một sản phẩm mà dược sĩ thu thảo và cũng như cá nhân của chị cũng đã giới thiệu nhiều lần rồi phải không? đó là à, thuốc bổ tinh chất từ nho à, đây là một trong những cái sản phẩm mà ngày hôm nay quý vị thấy rằng là nó sẽ rất là tốt trong cái cân trong cái vấn đề mà à, về trí não cũng như là về tim mạch vâng thưa quý vị nói đến cái cái cái, nước thuốc bổ tinh chất nho này thì quý vị đã thường thấy là trong những tuần lễ vừa qua dược sĩ thu thạc cũng đã lên tới đây để mà trình bày cho chúng ta đây là một nó cái tên nó gọi là gs Light sư phải vâng. là tên cái thú vị suy tên là gì đó là thay như là dược sĩ thu thảo trình bày nó là một cái loại mà gen già trong cơ thể của chúng ta có nhiều một cái loại gen để mà nó 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 giữ chúng ta từ cái độ từ lúc chúng ta sinh ra cho tới khi mà chúng ta bước qua đến mà tuổi lão hóa yeah. và cứ cỡ một mười năm rồi nó là một chu kỳ à. mười năm hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm và cứ qua mười năm thì cơ thể chúng ta từ từ lão hóa đi tại sao chúng ta bị già rồi chúng ta bị uh, chạy da chúng ta nhăn nheo rồi cơ thể chúng ta từ từ những bệnh hoạn mà bắt đầu mà khơi dậy trong cơ thể của chúng ta do sự lão hóa thì với cái tinh chất nho này được kết hợp cùng với nhiều loại khác từ hộp nho vỏ nho trà xanh aloe vera acai berry từ trái lựu đỏ nữa kính thưa quý vị và nhiều vitamin khác nữa đã được một cái loại nước uống như cái loại gel đậm đặc mà chúng ta có thể dùng qua và em biết rằng là cái resveratrol là cái tinh chất gì nó được dĩ nhiên nho quý vị biết là rượu chát làm thành nho phải không cá nhật đúng rồi thường từ em uống một cái ly rượu chát một một ngày bác sĩ khuyên là chúng ta một ngày chúng ta chỉ cần uống một ly rồi chắc là dạ. cái, cái life cái đời sống của chúng ta kéo dài cái tuổi thọ đúng không? Dạ đúng rồi Tại sao mà ở miền Âu Châu em biết tại sao mà dân những người dân ở nước Pháp những dân miền Âu Châu mà người ta không có bị người ta nghiên cứu là những người đó không bị tim mạch? Dạ em biết là bởi vì cái thưa quý vị nào mà có biết hoặc là đã tới nước Pháp rồi thì vị cũng đồng ý với nhật là khi người Tây người ta ăn một bữa ăn trưa đó thì người ta phải tốn mất cả tiếng đồng hồ là người ta vừa ăn là vừa nhâm nhi rượu đỏ, đỏ. và Vâng. vâng rất là nhiều những cái thứ rượu chúng ta sử dụng à, và đặc biệt hơn là có một cái sự so sánh là người Mỹ và người Tây cũng giống một cái chỗ là đều ăn những cái chất mỡ chất béo như là ăn steak hoặc là ăn cà tây vân vân nhưng mà tại sao tỷ lệ của người tây á, người ta lại không có bị tim mạch nhiều như là người mỹ là bởi vì người mỹ chúng ta chỉ ăn steak thôi chứ ta không có uống rượu đỏ, rượu đỏ, trong khi ăn người pháp người ta ăn uống và vừa ăn nữa cho nên mà họ không có vấn đề bị tim mạch đúng là kêu tôi quý vị vì cái tinh chất resveratrol nó nằm trong ở rượu nho dạ. Yeah. thường thường em nhưng mà thường thường nhưng mà em phải uống một 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 ly mỗi ngày yeah. nhưng mà còn những người mà không uống rượu được thì sao thì làm sao mà được cái tinh chất resveratrol Và yeah, mà resveratrol là một cái tinh chất từ trong rượu nho và thành ra thưa quý vị đó là giúp cho chúng ta tránh được những cái căn bệnh về tim mạch là cân bằng huyết áp vân vân và với cái 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 sự mà tốt của cái cái resveratrol đó yeah. thì công ty công ty GS Line này đã đã chế biến ra một cái loại gọi là tinh chất rượu nho yeah. là resveratrol kèm theo những cái tinh chất của các loại trái cây khác chúng cho chúng ta một cái sản phẩm thuốc bổ tinh chất nho này là một gói nhà nào thái nhật bằng em uống cả một ngàn chai rượu rượu chát wow vậy là hả? tại vì dạ. thường thường ừ. một ly rượu chát là một chai rượu chát 700 ml thì nó chỉ có một phần mà thôi dạ. nhưng mà với đây là tinh chất Resveratrol thành ra là nó gấp gần cả ngàn lần dạ. thì khi mà quý vị mỗi một ngày mỗi buổi sáng quý vị chỉ dùng một cái gói như thế này thôi là sẽ giữ cho quý vị một cái sức khỏe thật là dồi dào giò, tránh đi những cái tình trạng bệnh tim mạch ừ. làm cho máu huyết lưu thông rất là nhiều thành Và phần đặc biệt là trong này em thấy có nha đam nha đam giúp cho cái chất nó ừ, cô đặc lại làm cho chúng ta dễ uống hơn, à, quý vị nghĩ tới sức khỏe và đặc biệt là cái sản phẩm này rất là tốt cho các trẻ em trong cái vấn đề mà à, trí não học bài học hành nó thông minh hơn và nhớ bài lâu hơn vâng kính thưa quý vị nghĩ đến sức khỏe đây là một cái sản phẩm rất là tốt một hộp như thế này là thấy nhật là có 30 gói 30 gói và mà, dạ. mà đây là cái đây là một chương trình chất rượu ngon có lựu đỏ uh -huh. mà chất lựu đỏ cũng đã tốt rồi nha cái berry cũng là tốt Thực dạ. thật sự ra mỗi một loại trái cây quý vị ăn vào nó đã giúp cho một phần nào đó trong sức khỏe của chúng ta nhưng mà với tinh chất rượu nho resveratrol cho thuốc bổ nước nho này sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều loại trái cây hỗn hợp lại để mà ngăn ngừa được nhiều bệnh một hộp như thế này là 30 gói mà nếu mà quý vị mua thì sẽ có cái quà tặng là 119 đồng cho một hộp. Dạ, Nhưng mà quý vị hộp, mua ba hộp thì nhiêu? 238 trăm Tức nghĩa là mua hai tặng một đi trên diện nha. vị ơi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cứ vị mua một hộp là 119 đồng mà mua ba hộp chỉ có 238 trăm đồng tức là mua hai tặng một nha cứ vị hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm chi tiết về GS Life Sustain tức là những cái gen già nó làm cho cái gen trong cơ thể của chúng ta làm việc trở lại làm chúng ta có thể trẻ hóa lại 10 năm tới tới 15 năm yeah. Tại là quý vị mà dùng cái đồng thời gian da dẻ chúng ta hồng hào da dẻ chúng ta khỏe mạnh sức khỏe cho chúng ta có thể ngăn ngừa được những nhiều căn bệnh khác nhau đặc biệt là về tim mạch cũng như làm cho máu huyết lưu thông À, hoặc là hạ mở, hạ đường nữa quý vị. Yeah. Gọi ngay 1888 688 2999 299. với tinh chất thuốc bổ rượu nho để cho chúng ta có thể có được sản phẩm 119 đồng, mua 2 tặng 1 nha quý vị. Rồi Và cái xong kế tiếp là gì em? Một sản phẩm rất là tốt cho với những quý vị nào mà muốn uh, giảm cân mà à, chúng ta không có bị thiếu sức hoặc là bị kiệt sức. Đó là Symbol Slim vâng thưa quý vị đây là simple slim của cũng công ty doctor j natural nói tới natural là một cái sản phẩm hoàn toàn bằng thiên nhiên không hề có một cái cái dược chất nào khác ở trong cái vấn đề ở trong cái trà thuốc này và đây là một cái vấn nạn mà nhiều người chúng ta bảo rằng là uh, nhiều khi mình ăn uống thất thường mà là mình, mình có những cái lượng mỡ cao ăn thích ăn dầu mỡ nhiều quá thì simple slim này sẽ giúp cho gạn lọc nó làm cho quý vị có thể ý không có thèm ăn nó mà hoàn toàn ăn thiên nhiên nha quý vị giúp quý vị nào mà đang thường thường mình lên cơn là mình thích ăn ừ. thì nó làm cho mình cảm thấy mình no nó làm cho mình không nó ức chế nó không giác thèm, thèm ăn, ăn. Dạ. rồi nó có rất là nhiều công dụng làm cho quý vị nhiều khi quý vị không cần phải ăn nhiều nhưng mà dạ. nó làm chúng ta vẫn đầy đủ sức khỏe phải không thấy ờ, nhé dạ. và cũng như là cung cấp nhiều những cái dược thảo và cũng như là những cái dinh dưỡng cần thiết như là vitamin hoặc là những cái loại rau xanh thì có trong cái viên của simple slim này và bên cạnh chúng ta sử dụng những cái thuốc mà giảm cân thì thì quý vị cũng nên là chúng ta tập thể dục và hạn chế ăn đồ béo bởi vì nếu quý vị nào mà chỉ một ngày uống tới mấy viên thuốc giảm cân mà quý vị lại ăn một tô phở với hai chén nước béo thì làm sao mà xuống được phải không thì cho nên quý vị cùng với uống những cái sản phẩm mà giúp giảm cân thì quý vị cũng nên tập thể dục có thể là buổi sáng hay buổi tối cũng vậy chúng ta tập chúng ta biết bơm ra được những cái lượng mỡ thừa thường <laughs> thường mỗi buổi sáng nó thấy nhật khi mà chúng quý vị thức dậy có vị uống hai viên hai viên với một ly nước ấm uống thật là nhiều nước nha quý vị vì cái nước nó cũng giúp cho chúng ta thải đầu và yeah. nó giúp cho chúng ta tại vì khi doctor slim này á simple slim này á nó giúp cho thúc đẩy chuyển hóa đốt cháy tế bào mỡ yeah. tại ra khi mình nó hỗ trợ chúng ta để mà đốt cháy đi những cái lượng mỡ thừa mà ngoài như thế nhật nói quý vị cũng phải cần giảm ăn những cái chất tinh bột như dạ. là mình ăn cơm nhiều quá bánh mì nhiều quá hay là mình ăn ngọt nhiều quá mình phải bớt đi ăn chè quý vị biết rằng là nguyên nhân dẫn đến cái sự mà mà cân nặng béo phì là chúng ta ăn đường nhiều chúng ta ăn chè ăn mỡ em, ăn em thì ăn phở thì em có nước chén béo <laughs> rồi đúng rồi nhưng mình ăn phở mình ăn nước trong thôi mình đừng có ăn nước béo mỗi thứ Nó mình giảm chịu. một chút phải không rồi nếu mà quý vị kèm theo cái vấn đề mà uh, vấn đề mà ăn uống và vấn đề chúng vị tập thể dục thêm đi bộ dạ. mỗi ngày để giúp cho tim mạch thì quý vị dùng Simple Slim mỗi ngày trong vòng từ có thể nói rằng là từ quý vị sẽ giảm từ 3 tới tới 5 pound ở trong vòng như là cái tuần lễ đầu tiên và có thể quý vị nào mà kiêng ăn rồi tập thể dục như là theo cái quá trình mà Mỹ Lan và Thế Nhật vừa nói thì quý vị sẽ bớt được từ 10 pound trở lên trong vòng 4 cho tới 6 tuần lễ khi mà dùng tới Simple Slim này. Thật sự ra thuốc chỉ là giúp cho mình thôi. Dạ đúng Cái thì. quan trọng là mình phải hỗ trợ và mình phải kiên ăn thì, thì nhưng mà dạ. cái thuốc này nó không làm gì mệt mỏi ừ. nhiều thuốc nha mình uống và nhiều người oh, tôi bị chóng mặt à. uh, tôi bị nhức đầu tôi bị mệt mỏi trong người nhưng mà không thưa quý vị đây là natural hoàn toàn thiên nhiên sẽ khi mà chương vị dùng qua chương vị sẽ cảm thấy không có mệt mỏi vẫn đi làm bình thường và chúng ta có thể nó thúc đẩy đốt đi những lượng mỡ thừa rất là hiệu quả và không có cảm giác thèm ăn gọi ngay đang có một cái chương trình như thế nào ấy nhỉ rất là đặc biệt trong ngày hôm nay là nếu quý vị nào mà mua một hũ này thì có 75 đồng mà thôi 75 đồng một hũ 75 đồng một hũ mà nếu quý vị mua ba hũ thì với giá là 150 đồng mua hai tặng một dạ, đúng, đúng không quý vị ơi tất cả những sản phẩm của Dr. Jane Natural chúng tôi gửi đến cho quý vị mua hai tặng một cho quý vị tức là 150 đồng chị là được 3 chai gọi ngay cho chúng tôi 1888 688 2999 với Simple Slim để chúng ta có thể có thân hình thon gọn, eo thon và với cây cái tinh chất thuốc bổ rượu nho Resveratrol GX Light Sustain giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh và ngăn ngừa những bệnh tim mạch, máu khí lưu thông. Và sau một vài phút chương mại thì chị Mê Lan và Thanh Nhật sẽ trở lại với tất cả mọi người. Thái Nhật cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chương trình sống vui, sống khỏe, sống bình an với Thái Nhật và chị Mỹ Lan. Và lúc nãy thì hai chị em có giới thiệu đến với tất cả mọi người là một hộp tinh chất thuốc bổ từ nho và một hộp nữa là cái Simple Slim giúp cho quý vị giảm cân. Bên cạnh là mua hai tặng một cho mỗi sản phẩm, thì quý vị cũng còn được tặng thêm một cái sản phẩm rất là đặc biệt mà ban giám đốc vừa cho chúng tôi hay. Đó là quý vị được tặng thêm 7 viên Simple Detox và 7 viên. À, energy tùy theo quý vị lựa chọn quý vị thích cái loại nào uh, à, detox thì giúp cho tất cả mọi người thanh lọc cơ thể còn energy thì giúp quý vị có thêm năng lượng quý vị chọn một trong hai quý vị sử dụng thử nhật nghĩ rằng quý vị sẽ rất là thích wow một cuốn quà thật là đặc biệt mua hai tặng một rồi còn được tặng thêm 7 viên để quý vị dùng thử simple detox thanh lọc gan thanh lọc thận thanh lọc cơ thể của chúng ta và energy booster để giúp cho chúng ta có thêm năng lượng làm việc không mệt mỏi cho quý vị nghĩ tới sức khỏe thường thường nhau mình có câu nha tới giờ chị nghĩ cũng đúng á lúc trẻ đó thì mình lo đi làm kiếm tiền, ừ. mình mình không có biết bồi dưỡng cho sức khỏe. Dạ. Cái lúc mình về già rồi thì mình dùng cái tiền đó mà đi lo cho sức khỏe đi bác sĩ. <laughs> mà lúc đó thì nó lại chạy luôn. Tại vì chị đã từng thấy cho các quý vị nói đến là một cái căn bệnh hiện nay rất là hầu như là đi tới đâu người ta cũng nhắc tới đó là cancer, à, không bị ung thư phổi ơi. cũng ung thư này ung thư tụi cô ung thư qua đường ruột, ung thư phổi ung thư gan vân. Các thưa quý vị ung thư là gì? Là do các tế bào của chúng ta đột biến. À những cái tế bào của chúng ta nó thay đổi và nó làm cho nó càng ác tính Nó là những cái bú ác tính nó nổi lên trong cơ thể của chúng ta và ngay từ lúc này nước từ ngay chúng ta còn trẻ nhiều người bảo là à, tôi đang khỏe mà tôi chẳng có bệnh gì cả thì tôi chẳng cần phải uống thuốc gì cả yeah. nhưng mà tôi quý vị khi ung thư á thông thường á nó không có một cái triệu chứng và một cái một cái 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 cái, cái dấu cái, hiệu nào dấu hiệu nào để cho yeah. mình biết là mình bị ung thư. Yeah. Sau khi mà đa số là sau khi mình đi bác sĩ hay là mình có những cái triệu chứng ho thì như là um, phổi là ho hay là cảm thấy khó thở, gan thì cảm thấy bụng chướng ra uh -huh. hay là vân vân đã bị ung thư đường ruột thì mình đi cầu mình thấy cảm thấy nó có máu vân vân. Uh -huh. Những cái triệu chứng đó khi mà quý vị phát giác ra thì đã ừ. và khi đó là cái ung thư nó đã phát tán ra và nếu quý vị nào mà may mắn khi mình phát giác kịp thời thường thường nếu mình đi kiểm tra sức khỏe thay chu kỳ hàng, hàng năm ừ. thì quý vị khi phát giác ra ung thư thì quý vị có thể đi nhà là chúng ta sẽ đi um, trị ngay ừ. à, để đi xạ trị ừ. quá trị ừ. để mà hoặc wow, chúng ta cắt bỏ cái khối u ác tính đó thì cơ may chúng ta còn có thể tiếp tục ừ. mà mà sống được còn những quý vị nào mà nhiều khi phát giác ra như người nhà có gì nhất chứ em cũng biết là như anh Nhật Trường đi à. khi mà anh phát giác ra anh bị bệnh ung thư phổi thì nó đến thời kỳ cuối rồi. Wow. Thường thường mình đi bác sĩ nó ở tiền ung thư là giai giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Yeah. Thường thường bác sĩ phân chia ra từng giai đoạn 1. Yeah. Có thể là khi mình tiền ung thư hay là giai đoạn 1, giai đoạn 2 mình có thể mình cắt bỏ cái khối u đó hoặc là mình xạ trị quá trị để mà mình tiêu diệt cái, cái cái tế bào ung thư đột biến đó thì mình có thể mình sống sót. Nhưng mà cái, nếu mà quý vị đưa đến cái tình trạng um, giai đoạn 3, giai đoạn 4 là coi như là không còn thuốc chữa mm -hmm. thì chúng ta chỉ chờ chết mà thôi. Yeah. Thì thành ra cái thưa quý vị, ngay từ bây giờ chúng ta nghĩ đến sức khỏe thì chúng tôi đã có tặng cho quý vị những cái thuốc bổ dưỡng rất là đặc biệt để chúng ta hàng ngày chúng ta ngăn ngừa phòng bệnh còn hơn chữa bệnh uh -huh. thành ra nói đến ung thư thì chúng tôi nơi đây có đầy đủ những sản phẩm quý vị nào mà cao máu chúng tôi cũng những sản phẩm giúp cho quý vị giảm được cân bằng cái huyết áp quý vị bị cao đường chúng tôi cũng những cái sản phẩm bằng dược thảo thiên nhiên để giúp cho quý vị kiểm soát được cái lượng đường trong máu nó giúp cho cái insulin trong cơ thể của chúng ta hoạt động trở lại để điều tiết lại cái lượng đường trong máu quý vị này bị cao mỡ thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để giúp cho quý vị hạ được cái lượng mỡ trong máu tránh đi được những tình trạng như là đột quỵ là stroke là hay bị tàn tật sau này bị bệnh tiểu đường nó khổ lắm em yeah. nhiều người lại cứ bị cưa mỹ oh. lan đã từng thấy những cái người trong gia đình là có phải cưa từ từ từng từ cái bộ phận tại vì khi mình bị tiểu đường đó em bị bệnh tiểu đường nó làm cho cái 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 vết thương không lành lại được và nó từ từ nó ăn sâu và ăn sâu vào là chúng ta phải cưa bỏ cưa bỏ cho tới lúc mà chúng ta không thể nào mà điều trị được nữa uh -huh. ngay từ bây giờ chúng ta nghĩ tới sức khỏe chúng ta phải nên phòng bệnh mỗi ngày chúng quý vị chỉ cần dùng một hoặc hai loại dược thảo thiên nhiên thì có thể ngăn ngừa được rất là nhiều bệnh tại vì nó tăng cường cái hệ thống cái miễn nhiễm và nó tăng cường sức đề kháng để cho chúng ta có thể chống cho được những căn bệnh những cái vi trùng có thể bên ngoài xâm nhập trong cơ thể của chúng ta đó là ngăn ngừa từ bây giờ mình đã có sản phẩm yoho, yoho full cơ phải không thưa quý nhận. vị phải nói là trong hơn cả mấy năm nay thì SET home bình giới thiệu quý vị rất nhiều sản phẩm thì bên cạnh đó một trong những sản phẩm mà quý vị rất là quý mến đó là Yoho Fucodan. đây là một trong những cái sản phẩm mà chúng tôi bán rất chạy và khán giả rất là nhiệt thành ủng hộ bởi vì cái chất lượng của nó rất là tốt quý vị cũng biết rằng là Yoho Fucodan là một trong những cái sản phẩm mà được chiết xuất từ hai loại tạo biển chính là Mekabu và Muzuku ở vùng đảo Okinawa ở Nhật Bản. Chắc quý vị cũng đã nghe về cái sản phẩm này rất là nhiều lần với lời giới thiệu của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn rồi sau đó là nhạc sĩ Trúc Giang là thân phụ của anh Trúc Hồ đã nói về cái sản phẩm này. Thì hôm nay hai chị em chỉ muốn chia sẻ lại mà thôi. Đây là một trong những cái sản phẩm rất là tốt trong cái vấn đề điều trị ung thư và cũng như cân bằng cái huyết áp trong cơ thể. À, chúng tôi có hai dạng là dạng viên và dạng nước. Đối với quý vị nào mà đang uống để mà coi như là phòng ngừa ung thư thì quý vì nên uống dạng viên chúng ta mỗi ngày chỉ khoảng là hai ba viên còn đối với những cái việc nào mà đang trong cái quá trình mà kimô uh, uh, hóa trị hoặc là xạ trị, quý vị uh, dùng dùm cho thái nhật đó là dạng nước, bởi vì dạng nước thì nó thẩm thấu nhanh hơn và nó giúp cho chúng ta vượt qua cái cơn bạo bệnh. Mà em nhớ là chị ưa so sánh là cái tế bào ung thư nó giống như là địch quân phải không? Còn fulcrum là giống như là thành trì bảo vệ. Cảm các quý vị, như là cái dạng phim mê lan đang cầm trên tay, yeah. thì đây là một cái sản phẩm đến từ Nhật Bản của công ty yeah. Surihi và công ty Shurishi là độc quyền phân phối tại Hoa Kỳ và cái sản phẩm này chúng tôi đã, đã sử dụng đã giới thiệu đến quý vị trong nhiều năm qua rất là nhiều bệnh nhân đang sử dụng qua quý vị nào mà đang xạ trị hóa trị quý vị dùng để chúng ta có thể có thêm sức mạnh để mà phòng để mà chống chiến đấu lại cái căn bệnh ung thư đó còn nếu mà quý vị nào mà uh, đang bị xạ trị hóa trị quý vị dùng qua cái dạng nước uống tại vì mỗi một cái chai mà uh, 50 ml thì có thể nó gấp 10 lần cái loại dạng viên. Thí dụ như một cái viên của Yoho Fukuden này nó là 250 mg của Fukuden yeah. là do cái chiết xuất từ trong hai cái loại tạo bị Mekabu và Mosuku. Nhưng mà nó còn được cộng thêm nha quý vị, đặc biệt của cái loại mà Yoho Fukuden này là được còn được bảo, bồi dưỡng thêm gọi là nấm thiên chi agaricus, agaricus. và nấm thiên chi agaricus là 50 ml 50 mg và với cái loại dạng nước thì nó gấp 10 lần tức nghĩa là một cái chai nước 50 ml nó tới 2500 mg của Fukuden. Yeah. 500mg của nấm Thiên Chi Agaricus và nó có thêm 100mg của các loại nấm khác, Linh Chi khác. Và chưa hết, loại nước uống tại sao nó đặc biệt hơn là nó còn yeah. được uh, cộng thêm vào những cái loại vitamin B1, B2, B12 và vitamin để mà vitamin nó hỗ e trợ. Nữa chị vitamin E, vân vân. Yeah. Thưa quý thư, thư vị, cái loại dạng nước uống là cái loại dạng nước uống này đó yeah. thì nó sẽ giúp cho quý vị nào mà đang chữa trị đó đang điều trị xạ trị quá trị thì quý vị dùng mỗi ngày một chai để mà có nhiều cái lượng hàm lượng fukoden nó bao vây nó giống như nó thấy nó thấy uh, fukoden là uh, nó giống như là lính vậy đó thành nó thấy uh, thành trì bảo vệ <laughs> nó sung nó bao bọc lại tại sao người ta bảo rằng là tại sao tế bào ung thư tử tiêu diệt ừ. là tại thấy 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 nhật biết rằng là tế bào ung thư mình là một cái cục bướu đi khi nó vừa hình thành lên yeah. thì tại sao nó sống sót là nó lấy tất cả những mạch máu xung quanh nuôi nó uh, nuôi dưỡng uh. nó và fulcrum là gì fulcrum khi mà gặp tế bào ung thư trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bao vây cái tế bào ung thư đó lại nó ngăn nó ngăn chặn tất cả những cái mạch máu nó không cho nuôi dưỡng cái 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 tế bào ung thư đó thì nó tế bào ung thư không có máu nuôi dưỡng ừ. thì tự động nó teo lại teo lại tự động nó tự diệt nó tự diệt nó wow. và cái đó là cái cái đặc biệt của fulcrum thành ra cái quý vị nào mà dùng fulcrum mình dùng mỗi ngày thì cái máu huyết mình đó, nó nó phục nó đen nó, nó, nó lan trong máu của mình đi uh -huh. nó thấy vi trùng hay là nó thấy cái tế bào ung thư nào vừa hình thành thôi là nó ngăn chặt ngay lập tức uh -huh. đó là Mỹ Lan nói là, là mình dùng để mà mình ngăn ngừa còn quý vị nào mà đang bị rồi đã bị uh, ung thư rồi thì quý vị nên ngoài cái cái cái, cái uh, mô xạ trị quá trị quý vị dùng thêm cái loại dạng nước này uh -huh. sẽ giúp cho quý vị thứ nhất ăn ngon, ngủ yên hơn là tại vì khi mình xạ trị thì ăn không được, ngủ Đúng không này. được, tóc dạ. rụng, da ừ. thì bị sạm, sậm lại thì với fucodan dạng nước uống này, với 2 500 mg của fucodan sẽ giúp cho quý vị có thêm sức khỏe để chiến đấu với cơn uh, đau đớn khi mà quý vị đi chemo, xạ trị quá trị và giúp cho tế bào ung thư tự tự diệt mau chóng hơn nha quý vị. Uh, bây giờ mình nói cho cái promotion của mình đi khi mình mua viên thì sao thế nhỉ? Dạ vâng, nếu quý vị nào mà mua viên mua một hũ 120 viên thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một hũ 30 viên. Nếu quý vị nào mua số lượng nhiều là mua 3 thì mua sẽ 3. được tặng 1 Yeah, mua 3 tặng 1, một, một hộp là 120 viên. À, một ngày mình uống chừng 2 viên để phòng ngừa thôi. Còn cái vị nào mà không thích uống dạng nước thì mình cũng có thể uống 10 viên, 10 6 viên tới 10 yeah. viên nước, à, 10 yeah. viên cũng được trong vòng 1 ngày yeah. để mà mình có thể mà uh, giúp cho mình trong cái vấn đề mà vượt qua cái cơn cơ mà thư của mình. Còn, Còn dạng nước thì sao? Dạ dạng nước thì quý vị mua 4 sẽ được tặng 1 cho quý vị. À yeah, nhưng yeah. mà mình mua một hộp mình cũng được tặng một cái hộp 30, 30 viên luôn viên thái nhật. Quý yeah. vị nào mua dùng thử một hộp phu dạng nước uống thì quý vị cũng sẽ được tặng một cái chai 30 viên Còn quý vị mua 4 sẽ được tặng một yoho phu dạng nước uống dạng glycate với cái hàm lượng rất là cao Tới 2.500mg của phu cơ đen 500mg của nấm linh chi agaricus và cộng thêm 100mg của các loại nấm đặc biệt của Surihi là vậy đó yeah. Cái yoho phu đen này nó đặc biệt là vậy Thì quý vị nào mà mua dĩ nhiên ở ngoài thị trường nó thấy nhật có rất là nhiều loại phụ dạ, Nhưng rồi. mà quý vị mua quý vị nên nhìn ở đằng sau mỗi cái hộp này là Thái nhật. Thành phần. Nó đều nó gọi là cái uh, supplement phát này đó. Yeah. tất có nghĩa là nó sẽ có biết là bao nhiêu cái thành phần ừ. nằm ở trong đằng sau này quý vị. Quý vị khi mà mua bất kỳ một cái loại dược thảo hay là loại thuốc nào, quý vị phải nhìn kỹ trên nó đằng sau của cái hộp bia thì quý vị sẽ biết được cái hàm lượng của nó là bao nhiêu để mà quý vị so sánh rằng là tại sao ở uh, cái 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 loại này nó lại đắt hơn cái loại kia yeah. là tại vì cái loại này nó có fucode nó có nấm linh chi agaricus nó có nấm linh chi nó có và nhiều cái loại hoạt chất dưỡng chất khác nữa thành ra nó giúp cho quý vị phục hồi sức khỏe thật là nhanh chóng ừ. và chúng ta có thể đẩy lùi được để cho những cái tế bào ung thư tự tiêu diệt để chúng ta có một sức khỏe tốt hơn ngừa bệnh còn hơn là để mà trị bệnh phải không dạ quý vị vâng. gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm chi tiết về những cái uh, uh, tính chất tốt đẹp của Yoho và chúng tôi có thật của có, có những uh, giá Bộ thật một, là đặc thật. biệt gọi chịu ừ. đến quý vị một tám tám và lời cuối dành tặng cho tất cả mọi người là quý vị uh, nghĩ tới sức khỏe và hãy nghĩ tới SET Home Shopping. <laughs> nhưng mà trước khi chúng ta chào đón um, và cũng như chia tay quý vị đi. thì uh, quý vị thấy nãy giờ chị Mỹ Lan có đeo em một cái, cái, cái bộ trang đi. sức rất là lộng lẫy lóng lánh. Thưa quý vị, uh, ở nơi đây chúng tôi vừa mới nhập về một một số các loại jewelry quý vị thấy xung quanh đây, đây uh, rất là nhiều loại jewelry nhưng mà mình có thể đi từng theo uh, dạ tiệc uh, hay là đi sinh nhật hay là đám cưới. Thì chúng tôi có những cái bộ trang sức rất là lộng lẫy, uh, rất là quý phái uh, làm từ cái đá Swarovski đủ màu sắc xanh đỏ tiếng vàng mà à, quý vị thấy trong cơ tiệm của chúng tôi nhưng mà đặc biệt chúng tôi vừa nhập về những cái loại cho các em ừ. trẻ nữa cái bảo vậy. rằng là uh, như mỹ lan lại thích như mặc đầm nhà, hay là mình mặc áo có những cái loại jewelry uh, rất là thời trang như thế này là quý vị thì uh, chúng tôi vừa nhập về rất là nhiều nhiều loại rồi cho, cho quý vị lựa chọn rất là rất là fashion sinh thật ra quý vị ơi tất cả những cái loại jewelry này vẫn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị bớt 40% quý vị là đây lựa chọn nha, rất là nhiều kiểu đẹp mà có một không hai không có ở, ở ngoài thị trường nhiều đâu, thì đã lựa chọn những cái kiểu rất là đẹp nào, thấy nhiều thấy chị đang đeo một cái cái chuỗi rất là dễ thương, à, mà mới đang thích đeo những cái sợi như là fashion các em trẻ nào mà thích những cái loại fashion jewelry này thì các em đến đây lựa chọn rất là nhiều chúng tôi vừa mới nhập về sẽ mà tiếp tục những trang sức nào quý vị có thể đi đám cưới hoặc là đi nhà thờ đi lễ đều sử dụng được rất hết rất, rất là dễ yeah. thương, mà quý vị thấy không rất là đẹp những cái đám đủ màu sắc luôn, yeah. à, những mà chị vẫn thích là những cái những cái sợi dây đeo dài để mà mình có thể mặc áo dài cũng được, ừ, mặc thế. đầm cũng được, hay là mình mặc cái áo đi chơi ở ngoài trời cũng được. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm chi tiết. Đến đây để xem được những cái bộ jewelry này một tám tám mà mỹ lan đang đeo cũng như là đang trình bày cho quý vị xem. Và thưa quý vị thời lượng chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã lúc nào cũng ủng hộ cho chương trình International Home Shopping. Vâng, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy từ 1 giờ đến 2 giờ chiều và chương trình sale mà chúng tôi giới thiệu quý vị trong cái khuôn giờ special hour này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài đến 3 giờ chiều 3 giờ. để cho quý vị có thể gọi vào để order cũng như là tìm hiểu quý vị có thể vào trên trang mạng là scthomeshopping.com để biết thêm chi tiết cũng như là những cái thành phần những cái công dụng của các loại dược thảo cũng như là tất cả những sản phẩm của chúng tôi ở trên đó và quý vị mua ở nơi xa gọi về, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được free shipping rồi chúng ta chào tạm biệt dạ hẹn vâng. kính chúc cho quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ ấm cúng, hạnh phúc trong gia đình và khi đi shopping hãy nhớ đến International không xuất hiện nha quý vị. Xin chào quý vị.